Kính thưa quý vị và các bạn, ấm chè, một động tác mình tưởng chừng như đơn giản, nhưng nếu mà chúng ta không biết cách ấm bồng chè đúng cách thì có thể gây cho trẻ một số những cái bất lợi về sức khỏe, đặc biệt là những cái chấn thương, nhất là trẻ nhỏ khi mà cơ xương khớp của trẻ còn rất là yếu. Chương trình Vui Sống Mỗi Ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn, đặc biệt là những người làm mẹ lần đầu, những người mẹ trẻ, những cái kỹ năng cơ bản nhất trong vấn đề ấm bồng trẻ làm sao cho đúng cách để giúp chúng ta nuôi nấng trẻ, giúp trẻ phát triển một cách hoàn thiện nhất. Nhóm đầu tiên là nhóm trẻ nhỏ từ 0 tháng, tức là sơ sinh, cho đến 3 tháng tuổi. Đây là cái nhóm trẻ cái xương và cấu trúc, cái cơ quan vận động còn rất là yếu, đặc biệt là cái cổ. Thành ra chúng ta sẽ ấm bồng làm sao cho thật là nhẹ nhàng, hạn chế đến mức thấp nhất những cái tổn thương, những cái rủi ro có thể xảy ra. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhẹ nhàng nhấc trẻ lên khi mà trẻ đang nằm bằng những cái động tác hết sức cẩn thận. Một tay chúng ta sẽ luồn phía dưới mông của trẻ, tay còn lại chúng ta sẽ bận và đỡ cái phần lưng, phần vai và đặc biệt là cái phần đầu, tại vì phần đầu của bé còn rất là yếu. Như vậy thì khi mà chúng ta ấm bồng trẻ như thế này thì trẻ sẽ được áp sát vào lòng người mẹ. Thì chúng ta có thể áp dụng rất nhiều những cái hoạt động. Ví dụ như là chúng ta ấm bồng như thế này, chúng ta có thể cho trẻ bú mẹ, cho trẻ bú bình, cho trẻ uống thuốc, hoặc thậm chí là chúng ta có thể trò chuyện với trẻ. Đặc biệt là đối với những trẻ nhỏ thì có những lúc em bé quấy khóc rất là khó chịu, thì cái cách ấm bồng này cũng là cái cách để chúng ta xoa dịu những cái lo lắng, những cái quấy khóc của em bé, sẽ giúp em bé nó an tâm hơn. Đầu tiên là chúng ta cũng đỡ nhẹ nhàng cái phần mông của bé, phần thân của bé. Chúng ta sẽ đỡ bé làm sao cái đầu, cái má của bé sẽ áp sát vào cái vai của mẹ. Một tay thì chúng ta sẽ đỡ cái phần mông, còn cái tay còn lại chúng ta sẽ đỡ cái phần vai và phần đầu, đặc biệt là phần cổ của em bé nó còn rất là yếu, thì chúng ta sẽ giữ làm sao cho em bé được chắc chắn. Và đặc biệt đối với trẻ nhỏ thì chúng ta nên cho em bé cái mặt nó qua khỏi cái tầm vai của chúng ta một chút để em bé có thể quan sát thế giới xung quanh. Đây là một trong những cái phương pháp được áp dụng rất là nhiều trong những cái trường hợp em bé có những vấn đề về tiêu hóa, ví dụ như em bé hay bị nôn, hay bị ói, đặc biệt là em bé bị chứng trào ngược dạ dày thực quản. Đây là cái cách mà chúng ta có thể làm cho em bé nó tiêu hóa nhanh hơn, bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng cái bàn tay trái của chúng ta vỗ nhẹ nhẹ vào giữa hai cái xương bả vai, để làm sao chúng ta nghe em bé ở một tiếng, thì lúc đó là cái vấn đề tiêu hóa của em bé đã được ổn định. Chúng ta sẽ bồng nhẹ nhàng em bé lên khi em bé đang nằm, rồi hai cánh tay chúng ta sẽ luồn vào cái phần ngực và phần bụng của bé, đỡ để đỡ toàn thân em bé. Thì đây là một trong những cái phương pháp bế mà trẻ sơ sinh cũng rất là thích, tại vì cái cảm giác luôn được gần gũi với người thân, đặc biệt là đối với người mẹ, vì bé đã quen với cảm giác được nằm trong bụng mẹ, được ôm ấp. Đối với trẻ lớn hơn từ 3 tháng tuổi trở lên thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái cách bế trẻ nó phong phú, làm sao chúng ta tạo cho trẻ được cái sự thoải mái tiện nghi nhất. Thì đây là một trong những cái phương pháp giúp cho em bé có thể quan sát sự việc xung quanh. Đặc biệt là đối với trẻ lớn thì rất là thích tìm hiểu thế giới xung quanh mình, vừa lạ lẫm và vừa rất là quen thuộc. Thì cái cách bế trẻ cũng rất là dễ, chúng ta sẽ đặt một cái cánh tay chúng ta giữa hai cái chân của trẻ, rồi cánh tay còn lại chúng ta sẽ ôm sát cái phần ngực của trẻ. Đây là đối với những trẻ cái cổ tương đối cứng thì chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp bế trẻ như thế này, giúp trẻ được thoải mái. Đồng thời chúng ta sẽ đong đưa nhẹ nhẹ bé để tặng cho bé một cái cảm giác rất là dễ chịu. Thì đây là một trong những cái phương pháp cũng giúp xoa dịu những cái căng thẳng lo lắng, nhất là khi mà bé bị bệnh hoặc là những em bé quấy khóc nhiều. Cái thời điểm mà chúng ta có thể áp dụng bế sốc nách trẻ là khi trẻ khoảng được 8 đến 12 tháng tuổi. Đặc biệt tốt nhất là nên áp dụng khi bắt đầu trẻ biết đi. Thì đây là cái giai đoạn mà cái xương cơ của trẻ đã cứng và cái bộ phận vận động của trẻ tương đối là đã hoàn chỉnh, thì chúng ta sẽ áp dụng phương pháp này. Thì cái phương pháp rất là đơn giản, chúng ta sẽ bồng bé nhẹ nhàng lên, rồi hai chân bé chúng ta sẽ kẹp sát vào cái phần hông của chúng ta. Cách ấm bồng này nó sẽ giúp cho chúng ta đỡ đi cái vấn đề mệt nhọc, vì cái phần hông của chúng ta đã đỡ cái phần của trẻ, chúng ta chỉ cần trò chuyện hay làm những cái vấn đề gì giúp cho bé thư giãn là được.
Kính thưa quý vị phụ huynh, để thực hiện việc bế trẻ một cách an toàn, phù hợp và mang lại sự thoải mái nhất cho trẻ, chúng ta cần chú ý 4 cái nguyên tắc lưu ý quan trọng sau đây. Cái lưu ý đầu tiên mà chúng ta cần phải chú ý đó là khi chúng ta bế trẻ thì chúng ta đừng sốc mạnh và nhanh, vì như vậy có thể dễ dẫn đến những cái tổn thương đáng tiếc có thể xảy ra đối với trẻ. Cái chú ý quan trọng thứ hai là khi chúng ta bế trẻ, chúng ta đong đưa thì chúng ta đừng lắc rung lắc trẻ quá mạnh, đặc biệt là đối với những trẻ cái cổ chưa có được cứng cáp thì có thể gây những cái chấn thương ở vùng cổ, vùng đầu của bé. Và cái lưu ý thứ ba vô cùng quan trọng là khi mà chúng ta áp dụng những cái phương pháp bế trẻ theo từng lứa tuổi thì cái phương pháp bế sốc nách trẻ chúng ta đừng nên áp dụng quá sớm, đặc biệt là khi mà trẻ còn trong giai đoạn sơ sinh, vì đây có thể dẫn đến những cái hậu quả xấu cho vấn đề vận động của trẻ sau này, ví dụ như là trẻ có thể bị tật đi hai chân hoặc chân vòng kiêng. Và một cái lưu ý vô cùng quan trọng cuối cùng mà chúng ta cần chú ý là đối với những trẻ vừa được bú no, vừa được cho ăn no, thì chúng ta khi mà chúng ta bồng ẩm trẻ thì chúng ta phải thực hiện động tác thao tác hết sức nhẹ nhàng để làm sao cho bé không bị nôn chớ những thức ăn đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Kính thưa quý vị các bạn, hy vọng qua chương trình Vui Sống Mỗi Ngày hôm nay, chúng tôi đã cung cấp đến quý vị phụ huynh, đặc biệt là những người mẹ trẻ, những cái thông tin hữu ích rất là cơ bản về phương pháp bế trẻ đúng cách sẽ giúp cho người phụ huynh sẽ chăm sóc trẻ một cách toàn diện và tốt hơn. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.